Vâng, kính thưa các quý vị khán giả, như chúng ta đã biết, ung thư vú là một trong những bệnh ung thư chiếm tỷ lệ hàng đầu ở nữ. Phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị chính chủ yếu trong ung thư vú. Trải qua một thời gian lịch sử lâu dài thì phẫu thuật ung thư vú tiến triển phát triển từ phẫu thuật ban đầu là phẫu thuật cắt toàn bộ thân vú vén hạch đến các phẫu thuật bảo tồn và sau đấy là phẫu thuật tạo hình làm tăng chất lượng sống cho người bệnh. Hôm nay thì để tiếp nối với chủ đề những tiến bộ trong phẫu thuật ung thư vú thì tôi xin phép được trình bày về phần phẫu thuật tạo hình vú bằng vặt tự thân. Đây là một cái sơ đồ mà chúng ta đã có quen thuộc về cái phẫu thuật lịch sử phát triển của phẫu thuật ung thư vú từ những năm 1889. Tác giả Halstead đưa ra cái thuyết cắt thân vú rộng rãi, cắt toàn bộ thân vú, cắt cơ ngực lớn, vét hạch các chặng 1, 2, 3. Và nó gây ra rất là nhiều những cái ảnh hưởng tâm lý cho người bệnh. Tiếp đến năm 1981 thì tác giả Veronese thấy rằng là đối với những cái trường hợp ung thư vú mà giai đoạn sớm thì phẫu thuật lấy rộng u kèm theo là kết hợp với xạ trị thì có kết quả tương đương với lại phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú. Vì vậy khái niệm về phẫu thuật bảo tồn ra đời. Tuy vậy đối với những cái trường hợp mà ung thư vú đối với những cái trường hợp ung thư vú đa ổ hoặc là những cái trường hợp canxi lan tỏa hoặc là những cái trường hợp khối u kích thước rất là lớn so với thể tích tuyến vú thì chúng ta không thể phẫu thuật bảo tồn được. Đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân sau khi cắt toàn bộ tuyến vú, chúng ta thấy một bên tuyến vú của bệnh nhân bị cắt bỏ, ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý cũng như là ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống cũng như cái tái hòa nhập của bệnh nhân sau khi điều trị. Cái mục đích của việc tạo hình là gì? Thứ nhất là khôi phục lại cái thể tích của tuyến vú. Thứ hai là khôi phục lại những cái đường nét của tuyến vú, khôi phục lại sự cân đối hai bên. Và chúng ta cũng không quên là tạo hình lại cái phức hợp của quầng núm vú cho người bệnh. Đối với những cái trường hợp mà tạo hình thì hai, thì đôi khi chúng ta cái việc mà phẫu thuật tạo hình còn lại giúp chúng ta loại bỏ các mô bị tác dụng của tia xạ. Cái việc tạo hình này có tác động là tăng cái tâm lý cho tăng cái chất lượng sống cho người bệnh. Có hai điểm cơ bản khiến cho phẫu thuật tái tạo vú ngày càng phổ biến và có nhu cầu của người bệnh ngày càng tăng lên. Thứ nhất là không có sự liên hệ giữa tái tạo vú đến sự tiến triển của ung thư. Thứ hai là cái việc tái tạo vú này đem ra cái tác động rất là tâm lý rất là tích cực cho người bệnh. Thì cũng như là trên thế giới tại bệnh viện ca của chúng tôi thì tất cả những cái kỹ thuật tái tạo vú đã được áp dụng một cách thường quy trong thực hành lâm sàng với một cái nhu cầu về việc tái tạo vú ngày càng tăng lên. Ví dụ như ở khoa ngoại vú của chúng tôi thì hiện nay cái số lượng bệnh nhân tái tạo vú hàng năm thường rơi vào khoảng độ 400 đến 500 trường hợp tái tạo vú với đầy đủ rất là nhiều các kỹ thuật tạo hình. Về cái thời điểm tái tạo vú thì cái tái tạo vú cũng là một phần không thể tách rời trong điều trị ung thư vú. Tái tạo vú về thời điểm có hai thời điểm chính là tái tạo ngay thì đầu hoặc là tái tạo trì hoãn. Tái tạo ngay thì đầu có nghĩa là gì? Là chúng ta kết hợp cái việc tái tạo trong cùng một thì với thì cắt toàn bộ tuyến vú vét hạch. Cái ưu điểm của tái tạo cùng một thì đó là cho kết quả thẩm mỹ rất là cao. Tuy vậy thì chúng ta cần chỉ định rất là chính xác. Cái tái tạo thì trì hoãn là cái tái tạo mà sau khi mà điều trị ổn định thường là 6 tháng đến 1 năm sau khi kết thúc điều trị bệnh ung thư. Thế thì cái tái tạo trì hoãn làm là cái kết quả thẩm mỹ thì nó không được bằng cái tái tạo ngay một thì. Về cái chỉ định và chống chỉ định của tạo hình thì các chống chỉ định tuyệt đối thì thường hiếm. Một số có chống chỉ định ví dụ như là béo phì nặng, BMI trên 30 hoặc một số vấn đề như là di căn tiến triển hoặc là những vấn đề tâm lý của người bệnh. Như tôi đã nói là chúng ta có rất nhiều các phương pháp mà tái tạo vú bằng túi độn, tái tạo vú bằng các vạt, trong đó có vạt như vạt cơ lưng, vạt cơ bụng. Mỗi cái phương pháp này nó có chỉ định ưu và nhược điểm khác nhau và nó phù hợp đối với cái hình thể của người bệnh. Và trong những cái lần thăm khám thì bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp và cùng bệnh nhân để lựa chọn cái kỹ thuật tái tạo cho nó phù hợp với người bệnh. Về phương pháp tái tạo thì gồm có hai loại chính, đó là tái tạo bằng túi độn
và tái tạo bằng vạt tự thân. Tái tạo bằng túi độn là một cái phương pháp đơn giản, ít biến chứng hơn. Nhưng mà cái nhược điểm của tái tạo bằng túi độn là kém tự nhiên và chi phí túi cũng tương đối cao. Còn tái tạo bằng vạt tự thân thì nó tự nhiên mềm mại và độ ổn định cao hơn, có thể phát triển cùng với cơ thể của người bệnh. Tuy vậy, kỹ thuật này thường phức tạp và có nhiều biến chứng hơn là tái tạo bằng túi độn. Trong những chương trình trước thì chúng ta đã có dịp mà nói rất kỹ về cái tái tạo bằng túi, với cái loại túi, đặc tính vỏ túi hay hình dạng túi và ưu nhược điểm của túi. Thì trong chương trình này thì tôi sẽ đi sâu vào tái tạo vú bằng những cái vật liệu tự thân. Thì tạo hình bằng vạt tự thân gồm có hai kỹ thuật chính, đó là vạt có cuống và vạt tự do. Vạt có cuống là chúng ta cũng chuyển cả vạt bao gồm cả cuống nuôi và không cần kỹ thuật vi phẫu. Còn vạt tự thân là vạt tự do là chúng ta phải dùng cả kỹ thuật vi phẫu. Để làm tăng cái hiệu quả thẩm mỹ của việc tái tạo, đặc biệt là trong tái tạo một thì, thì có một số cái khái niệm về tương đối đặc biệt về cái cắt tuyến vú. Đó là kỹ thuật cắt tuyến vú tiết kiệm da và kỹ thuật cắt tuyến vú bảo tồn núm. Như các quý vị đã chúng ta có thể thấy được ở trên màn hình, cắt tuyến vú tiết kiệm da tức là gì? Chúng ta cắt toàn bộ tuyến vú, cắt bao gồm cả phức hợp quầng núm vú, da trên u và sẹo sinh thiết, và chúng ta bảo tồn một phần da của tuyến vú để tái tạo. Việc chỉ được chỉ định trong những trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm và khối u ở trung tâm. Còn cắt tuyến vú bảo tồn núm là cái trường hợp mà chúng ta cắt toàn bộ tuyến vú nhưng bảo tồn toàn bộ da và phức hợp quầng núm vú, và chúng ta làm cái sinh thiết quầng núm, chỉ định cho những trường hợp là ung thư vú giai đoạn sớm và có khối u ở xa cái phức hợp quầng núm vú. Đây là các đường mổ của cái trường hợp mà cắt tuyến vú bảo tồn núm. Tôi đi vào cái kỹ thuật đầu tiên để tạo hình tuyến vú bằng vạt tự thân, đó là tạo hình tuyến vú bằng vạt cơ lưng rộng. Cơ lưng rộng là một cái cơ lớn nhất ở vùng thân mình phía sau, và cơ lưng rộng thì nó được cấp máu bởi cái động mạch ngực lưng. Trên hình ảnh là cái sơ đồ giải phẫu của cái cơ lưng rộng. Một số mốc giải phẫu ở trên lâm sàng để chúng ta xác định cơ lưng rộng bao gồm phía trên là mỏm vai, phía dưới là mào chậu, bên và đường giữa lưng và đường nách sau. Đây là cái sơ đồ mô tả cái kỹ thuật tạo hình vú bằng vạt cơ lưng rộng. A là hình hình đường rạch cơ lưng rộng, sau đấy toàn bộ phần vạt cơ lưng rộng sẽ được tách bỏ và chuyển lên phía trước để tạo hình vú. Ưu điểm của cái vạt cơ lưng rộng này là gì? Là cái phẫu thuật tương đối nhanh, mạch nuôi thì hằng định, màu sắc vùng da, vùng lưng và vùng ngực thì tương đối đồng nhất, và chúng tôi thường thiết kế cái sẹo để lấy cơ lưng rộng trùng với cái dây áo ngực nên cái sẹo mổ thường kín đáo và thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhược điểm của cái vạt cơ lưng rộng này là do cái thể tích cơ lưng rộng nó trung bình nên thì chúng ta chỉ được sử dụng để tạo hình ở những vú có thể tích trung bình và nhỏ. Đây là một cái bệnh nhân nữ 45 tuổi. Chị này thì là có cái thể tích tuyến vú ở mức độ trung bình. Xuất hiện cái khối u ở vú bên trái gần núm vú, giai đoạn T2N0M0, và đã được chúng không thể bảo tồn được. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành cắt toàn bộ tuyến vú, tiết kiệm một phần da và tạo hình bằng vạt cơ lưng rộng. Đây là kết quả của bệnh nhân sau khi tạo hình. Tuyến vú tương đối là cân đối và cái sẹo mổ vùng lưng thì tương đối là kín đáo. Tiếp theo là một bệnh nhân nữ trẻ 37 tuổi, chị chuẩn đoán một cái ung thư vú bên trái đa ổ T2, giai đoạn T2N0M0, đã được chúng tôi cắt toàn bộ tuyến vú và giữ lại bảo tồn phức hợp cả quầng da và phức hợp quầng núm vú và tạo hình bằng vạt cơ lưng. Đây là sau khi khám lại 3 năm thì tuyến vú tương đối là cân đối hai bên và sẹo mổ vùng lưng rất là tốt. Một cái nhược điểm của tạo hình tuyến vú bằng vạt cơ lưng rộng đó là cái thể tích cơ lưng rộng nó tương đối là ít. Vì vậy để tăng cái việc thể tích của cơ lưng rộng thì chúng ta có thể kết hợp việc tạo hình vừa tạo hình bằng cơ lưng kết hợp với túi độn. Đây là trường hợp một bệnh nhân nữ ung thư vú trái T2N0M0,
u 1/2 trên và hơi sát da, với thể tích tuyến vú của bệnh nhân ở mức độ trung bình. Vì vậy chúng tôi quyết định là sẽ cắt toàn bộ tuyến vú, tạo hình bằng vạt cơ lưng rộng kết hợp với đặt túi. Đây là cái sơ đồ mô tả trước phẫu thuật. Bệnh nhân được chúng tôi tạo hình tuyến vú bằng túi độn và kết hợp với vạt cơ lưng rộng. Đây là kết quả sau khi mà điều trị 3 năm. Bệnh nhân đến khám lại, kết quả thẩm mỹ rất là tốt. Tương tự như vậy, một bệnh nhân nữ ung thư vú trái T2N010 đã được chúng tôi cắt toàn bộ tuyến vú, bảo tồn phù hợp cùng lưng vú và tạo hình bằng vạt cơ lưng rộng kết hợp với đặt túi. Do cái chị này là kỹ thuật thể tích tuyến vú ở mức độ cũng là tương đối lớn nên phải kết hợp cả túi. Tôi đi về cái kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật tạo hình vú bằng vạt da cơ thẳng bụng. Vạt da cơ thẳng bụng là một cái vạt tương đối lớn ở vùng bụng, được cấp máu bởi hai động mạch mà thượng vị trên và dưới. Về ưu điểm của cái vạt da cơ thẳng bụng là cung cấp một lượng mô lớn và mềm mại, mà chúng ta vừa có thể tạo hình đường vú vừa có thể được tạo hình thành bụng đối với những trường hợp mà phụ nữ mà có nhiều mỡ bụng. Cái nguồn cấp máu của cái vạt da cơ thẳng bụng này là tương đối hằng định, và đây là cái vạt có cuống phổ biến nhất. Nhược điểm của cái tạo hình vú bằng vạt da cơ thẳng bụng đó là thời gian mổ nó dài hơn và có một số biến chứng như là biến chứng là thoát vị yếu thành bụng, và biến chứng tiếp theo là hoại tử một phần cái vạt chúng ta tạo hình. Đây là sơ đồ mô tả một bệnh nhân ung thư vú bên phải thì chúng tôi đa ổ. Chúng tôi cắt toàn bộ tuyến vú và tạo hình bằng cái vạt da cơ thẳng bụng. Như tôi đã nói là phẫu thuật tạo hình vú bằng vạt da cơ thẳng bụng là một phẫu thuật rất là phức tạp. Trong những cái ca phẫu thuật đầu tiên thì chúng tôi mất đến khoảng độ 5 đến 6 tiếng đồng hồ để phẫu thuật cho một bệnh nhân. Tuy vậy hiện nay khi mà kỹ thuật đã rất là thành thục và cái việc sắp xếp lại cái ekip phẫu thuật thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật gồm hai ekip. Ekip thứ nhất là cắt vú và chuẩn bị cái phần vạt nhận ở trên. Ekip thứ hai tiến hành lấy vạt và tạo hình thành bụng. Thì cái thời gian phẫu thuật của chúng tôi đã giảm rất là nhiều. Phẫu thuật tạo hình vú và bằng vạt da cơ thẳng bụng của chúng tôi thì dao động trong khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Đây là một số trường hợp cụ thể để bệnh nhân nữ ung thư vú trái T2N010 đa ổ được chúng tôi cắt toàn bộ tuyến vú trái, bảo tồn phù hợp cùng lưng vú và tạo hình bằng vạt da cơ thẳng bụng. Đây là kết quả vùng bụng chúng ta thấy sau khi mà tạo hình lại thì thành bụng rất là đẹp. Trong khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi 2 năm trở lại đây thì chúng tôi sử dụng các kỹ thuật tạo hình 3 trong 1, được áp dụng đối với những cái trường hợp mà ung thư vú có ở những bệnh nhân mà vú phì đại xa trễ và có thừa mỡ bụng thì chúng tôi tiến hành cắt toàn bộ tuyến vú, tạo hình ngay bằng vạt bụng và giảm thể tích cũng như treo xa trễ tuyến vú đối bên. Ví dụ như đây là bệnh nhân đầu tiên ung thư vú trái đa ổ có chảy dịch núm vú, chúng tôi tiến hành cắt toàn bộ vú trái, tiết kiệm một phần da và tạo hình bằng vạt bụng và cân đối bên đối diện. Đây là hình ảnh trước mổ và đây là hình ảnh sau mổ của người bệnh. Sau khi phẫu thuật thì tuyến vú hai bên cũng như là vùng bụng của bệnh nhân thì rất là đẹp và cân đối. Tiếp theo là một bệnh nhân ung thư vú bên trái T2N010 đã được bệnh nhân 35 tuổi đã được chúng tôi cắt toàn bộ vú trái tạo hình bằng vạt bụng. Bệnh nhân này có một cái bụng rất là thừa da mỡ, người ta gọi là bụng tạp dề, và sau khi tạo hình thì cái kết quả thẩm mỹ của hai vú rất là cân đối và bụng của bệnh nhân thì rất là đẹp, thon gọn. Tiếp theo là một trường hợp mà bệnh nhân ung thư vú trái kèm theo xa trễ vú bên phải thì đã được chúng tôi cắt toàn bộ vú tạo hình bằng vạt da cơ thẳng bụng và treo xa trễ lên đối diện. Đây là một trường hợp bệnh nhân ung thư vú bên phải, thể tích tuyến vú không tương đối ở mức độ trung bình. Tuy vậy bệnh nhân này có một cái phần thừa da mỡ ở vùng bụng rất là nhiều. Bệnh nhân đã được quyết định là không thể bảo tồn, vì vậy chúng tôi đã quyết định cắt toàn bộ tuyến vú phải của người bệnh, sau đấy tạo hình tuyến vú bằng vạt da cơ thẳng bụng và nâng ngực bên trái bằng tăng thể tích bằng đặt túi. Kết quả trước sau phẫu thuật rất là bệnh nhân rất là hài lòng. Trong 2 năm trở lại đây thì chúng tôi
tiếp tục phát triển chuyên sâu những kỹ thuật vi phẫu tạo hình tuyến vú bằng những vạt vi phẫu, vạt điệp, hoặc sau khi mà vạt được lấy thì chúng tôi sẽ đưa lên ngực để nối vi phẫu với nánh xuyên mạch vú trong và tạo hình lại tuyến vú. Đây là hình ảnh của ekip đang phẫu thuật vi phẫu cho tại viện. Một phần không thể thiếu của cái phần tạo hình phức hợp mà tạo hình vú đó là tạo hình lại phức hợp quầng núm vú. Thì có rất nhiều phương pháp để tạo hình phức hợp quầng núm vú. Trong đấy có chúng ta có thể tạo hình bằng bằng xăm 3D. Rất tiếc là thế này, cái hình ảnh cái núm vú đã bị che lại. Và sau khi mà bệnh nhân này, bệnh nhân nữ cũng chẩn đoán ung thư vú trái, đã được chúng tôi cắt toàn bộ và tạo hình bằng vạt da cơ tàng bụng và được tạo hình núm vú bằng xăm 3D. Tương tự như vậy, một bệnh nhân nữ đã được ung thư vú trái đã được tạo hình thì hai bằng vạt bụng, và đây là cái thì chúng tôi cân chỉnh vú phải cộng với kết hợp với tạo hình phức hợp cùng núm vú bằng ghép da vùng bẹn và tạo và làm vặt tại chỗ. Đây, kết quả hai bên rất là cân đối sau phẫu thuật. Tôi xin chân thành cảm ơn.